Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. 9 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng ước tăng 25,3%, ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 15%, một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như sản phẩm điện tử ước tăng 2,25%, bia và đồ uống các loại tăng 6,47%, thấu kính ước tăng 4,01%. Ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 2,7%. Sản lượng điện sản xuất ước tính là 7.142,8 triệu kWh, đạt 81,10% so với kế hoạch năm, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Thời gian tới để hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, Sở Công Thương tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn để sớm đưa các công trình dự án lớn đi vào hoạt động nhằm gia tăng năng lực sản xuất, kịp thời nắm bắt tình hình để có biện pháp tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh, tính đến ngày 22 tháng 8, toàn tỉnh có 8 trên 10 huyện thành phố với tổng số 21 ca mắc sốt xuất huyết. Hiện nay là thời điểm dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh trên cả nước, bởi đây là giai đoạn cao điểm mùa mưa, khiến độ ẩm không khí tăng cao, nhiều ao tù nước đọng giúp muỗi vằn sinh sôi, tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết trực tiếp là virus dengue. Bệnh sốt xuất huyết hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đậy kín tất cả dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước. Loại bỏ vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, không cho muỗi đẻ trứng. Ngủ màn, mặc quần áo dài, phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hiện nay toàn tỉnh có 158 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có hơn 20 sản phẩm hạng 4 sao, 124 sản phẩm hạng 3 sao và 12 sản phẩm tiềm năng 4 sao, tập trung chủ yếu vào nhóm sản phẩm đặc thù thế mạnh của tỉnh như cam cao phong, mật ong, cá sông Đà, sản phẩm chế biến từ măng nứa, măng Bát Độ, nhóm dược liệu như cao cà gai leo, cao xạ đen, sản phẩm từ thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình, một số sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Riêng năm 2023, toàn tỉnh đã chuẩn hóa thêm 47 sản phẩm được Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên, gồm 44 sản phẩm mới, 3 sản phẩm đề nghị nâng hạng. Từ nay đến cuối năm 2024, tỉnh phấn đấu chuẩn hóa từ 16 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên. Để hoàn thành các chỉ tiêu đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách để thực hiện chương trình một cách hiệu quả, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực, đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh. Trên địa bàn huyện Mai Châu có 148 cơ sở lưu trú du lịch, 7 điểm du lịch cộng đồng, 12 khách sạn, 28 nhà nghỉ, 106 homestay với trên 500 phòng nghỉ lưu trú. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, dự kiến lượng khách du lịch đến Mai Châu sẽ tăng mạnh. Hiện các khách sạn, khu resort, homestay trên địa bàn huyện đang khẩn trương hoàn tất công tác cải tạo cơ sở vật chất và nâng cấp chất lượng dịch vụ với nhiều chương trình hấp dẫn, đảm bảo các điều kiện đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm của du khách. Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú còn chú trọng đến việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả truyền thông, thu hút khách du lịch. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Mai Châu đã sẵn sàng đón khách du lịch với quyết tâm xây dựng hình ảnh du lịch hòa bình, an toàn, thân thiện, chất lượng và mến khách. Để triển khai thực hiện hiệu quả luật căn cước và hoàn thành sớm nhất chỉ tiêu cấp thẻ căn cước mới cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện Yên Thủy, Công an huyện Yên Thủy đã được trang bị 2 bộ thiết bị làm thẻ căn cước, thu nhận mống mắt. Trong đó, đơn vị đã phân công một đội lưu động, tổ chức thu nhận hồ sơ làm căn cước tại 11 xã thị trấn,
nhất là tại các xã vùng sâu vùng xa, để thực hiện lập hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mới gắn với định danh điện tử cho trẻ dưới 6 tuổi. Tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2024, Công an huyện Yên Thủy đã thực hiện việc thu nhận hồ sơ và cấp căn cước công dân cho trên 2.172 trường hợp trẻ dưới 6 tuổi, chiếm 30% tổng số trẻ trên toàn huyện. Hiện nay, Công an huyện Yên Thủy đang tích cực triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước lưu động cho 6 xã là Hữu Lợi, Đoàn Kết, Phú Lai, Yên Trị, Ngọc Lương, Lạc Thịnh. Thời gian cấp căn cước lưu động đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2024, với mục tiêu hoàn thành khoảng 80% số hồ sơ cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn các xã trên. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đề ra mục tiêu phần đầu đến năm 2030 không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là hạ tầng giao thông, cải thiện sinh kế và nâng cao đời sống người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đà Bắc là huyện nghèo duy nhất của tỉnh, địa hình phức tạp, giao thông đi lại không được thuận tiện, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, huyện Đà Bắc đã triển khai hiệu quả các chương trình dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ sản xuất cho người dân được huyện Đà Bắc ưu tiên triển khai, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đà Bắc giảm còn hơn 25%. Được hỗ trợ được 3 con dê, hỗ trợ, xóa đói giảm nghèo đấy. Hiện tại bây giờ là sinh sản ra được 4 con. Gia đình chúng tôi sẽ cố gắng để chăm sóc đàn dê để làm sao phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo. Huyện Đà Bắc phần đầu năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn trên 22%. Theo kế hoạch tổng vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc là hơn 150 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển gần 83 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 67 tỷ đồng. Và trong thời gian sắp tới thì đối với phòng Lao động Thương binh và Xã hội thì là phòng tham mưu thường trực về chương trình giảm nghèo thì sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo huyện ủy, ủy ban các kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu của năm 2024 và 2025 sắp tới, và cũng tham mưu và triển khai các dự án và hướng các xã triển khai các cái mô hình sản xuất để hỗ trợ các cái cây con giống vật nuôi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của huyện và phù hợp với tập tục tập quán chăn nuôi của trên địa bàn huyện của bà con nhân dân. Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình giảm 33 xã trên tổng số 59 xã đặc biệt khó khăn, đến năm 2030 không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các sở ban ngành các địa phương tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tổng kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 của tỉnh đạt trên 959 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đạt 25.000 tỷ đồng. Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021-2025 đạt trên 1.589 tỷ đồng, vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2024 đạt trên 982 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh có 14 xã đặc biệt khó khăn thoát nghèo, còn 45 xã đặc biệt khó khăn. Xã Sơn Thủy thì là một xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là thùng cái xã khó khăn của huyện Mai Châu. Thì trong những năm qua thì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là cái chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt, thì đã địa bàn đã triển khai đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn. Để qua cái chương trình hỗ trợ xây dựng cái giao thông nông thôn cũng như là cây con giống để đầu tư cho bà con nhân dân phát triển kinh tế xã hội, thì qua đó đã tạo điều kiện cho bà con thuận tiện đi lại trong quá trình sản xuất, và hai nữa thì cái cây con giống để đưa cho về cho bà con nhân dân thì có công ăn việc làm.
Năm 2024, kế hoạch vốn được giao thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh là trên 650 tỷ đồng. Tỉnh Hòa Bình tập trung xây dựng thể chế hóa kịp thời các cơ chế chính sách mới ban hành, làm cơ sở triển khai các chương trình hiệu quả, tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, nhằm ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến năm 2030 không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, từ ngày 15 tháng 1 đến 25 tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận 12 ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn châu bò tại 4 huyện bao gồm Lạc Sơn, Mai Châu, Tân Lạc và Cao Phong, với tổng số gia súc mắc bệnh trên 200 con, 20 con bị chết. Để công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được hiệu quả, tiêm vaccine chính là chìa khóa để ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nhiều năm qua, chăn nuôi gia súc đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của người dân xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc. Hiện nay, toàn xã có tổng đàn châu bò là 790 con. Vào đầu tháng 2 năm 2024, trên địa bàn xã ghi nhận có 18 con châu bò trên tổng số 30 con của 9 hộ chăn nuôi bị nhiễm dịch bệnh lở mồm long móng. Có 2 con nghé và 1 con trâu bị chết. Ngay sau khi nhận được thông báo, chính quyền địa phương đã tuyên truyền cho người dân chủ động tiêm phòng, phun khử khuẩn và vệ sinh chuồng trại. Đến thời điểm này, dịch bệnh đã được khống chế và không lây lan ra diện rộng. Anh về kiểm tra ra lưỡi kiểu như bị bong này, bong thành đỏ rồi, thành vệt, vệt như móng tay này. Đấy, sau đó là các anh thuốc tiêm này, gần tháng gì mới qua khỏi. Chăn nuôi trâu này, trâu bò ấy, mà không có sự là chăm sóc theo cái chương trình thú y hướng dẫn ấy, thì đúng là ảnh hưởng đến kinh tế lớn lắm. Mỗi khi nó chết một con thì nông thôn chúng tôi là con trâu cũng là đầu cơ nghiệp mà cũng tổn thất là tiền mấy chục triệu cũng đau lắm chứ. Vâng, cho nên là cái chúng tôi cũng quan niệm là chăn trâu ấy là phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn chúng tôi. Đối với đầu năm nay thì đối với xã Mỹ Hòa thì cũng có kiểu ổ dịch lở mồm long móng tại cái khu dân cư Sóng Chuông. Đấy, khi phát hiện ra cái trường hợp như thế thì cán bộ thú y cũng xuống đấy đánh giá và xác định là cái bệnh, báo cáo các cơ quan chức năng và cái địa phương cũng đã khoanh vùng được cái dịch này. Mà đến lúc này thì chúng tôi đã thoát khỏi cái ổ dịch đấy rồi. Chúng tôi đã phát động các cái phong trào để bà con nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền để mà bà con nhân dân hiểu về cái việc phòng bệnh. Trong đó là chúng tôi cũng liên hệ với cơ quan và nông nghiệp, trạm thú y đã tiêm phòng lở, thứ nhất là lở mồm long móng, cái thứ hai là tụ huyết trùng cho các cái đàn gia súc. Từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 25 tháng 3, dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc đã xuất hiện 12 ổ dịch tại 4 huyện là Lạc Sơn, Mai Châu, Tân Lạc và Cao Phong, với tổng số gia súc mắc bệnh trên 200 con, trong đó số con chết là hơn 20 con, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân khiến dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra ở một số địa phương trong thời gian qua là do tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh đạt thấp. Cùng với đó, chuồng trại chăn nuôi của nhiều hộ chưa đảm bảo vệ sinh, đảm bảo an toàn sinh học, đã tạo điều kiện để mầm bệnh phát triển. Đến thời điểm hiện tại, các ổ dịch đã qua 21 ngày, không phát sinh ổ dịch mới. Các địa phương đang chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Địa bàn huyện thì từ đầu năm thì cũng có 2 địa bàn xảy ra cái dịch là lở mồm long móng. Với cái tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân huyện cũng như là sự phối hợp đối với các ban ngành đoàn thể cũng như là sự quan tâm chỉ đạo của các xã, phường, thị trấn và đặc biệt là các thôn xóm thì công tác kiểm soát dịch bệnh thì cũng đã được hạn chế và được khống chế tốt. Cho đến thời điểm này thì cũng không có đơn vị nào phát sinh cái bệnh dịch lây lan trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng đàn trâu trên 113.000 con, đàn bò 91.600 con. Toàn tỉnh đã triển khai tiêm 31.500 liều vaccine lở mồm long móng cho đàn gia súc. Đây là bệnh thường xuất hiện vào thời điểm đầu năm hoặc cuối năm, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh, là điều kiện thích hợp để virus gây bệnh phát triển. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thời điểm này, các địa phương đang đẩy mạnh triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi, qua đó góp phần ổn định đàn chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm.
Hòa Bình đẩy mạnh thu hồi nợ động thuế. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình có mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía Nam tỉnh có mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía Tây tỉnh có mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ.